lại lục phần 2 tập 43, Thất Bảo Lưu Ly chiến với Linh Mâu, tuyệt thế đường môn. Muốn trở thành một hồn sư mạnh mẽ, nhất định là phải cố gắng tu luyện hồn lực và tìm hồn hoàn tốt nhất trong khả năng chịu đựng của chính mình. Nhưng mà muốn trở thành hồn sư vĩ đại, một cường giả chân chính ở Đấu La Đại Lục thì là nhất định phải có một khối hồn cốt của riêng mình. Số lượng hồn cốt càng nhiều thì bản thân người ấy là càng cường đại. Hồn cốt theo một ý nào đó cũng có thể xem như là một dạng đan dược gia tăng tu vi. Vì mỗi lần dung hợp hồn cốt, hồn sư đều là sẽ tăng lên một lượng hồn lực đáng kể. Thế mà lúc này Chui lại là muốn đem hồn cốt ra làm vật đánh cược. Liều mạng như thế, Mộc Cận làm sao không giật mình kinh hãi được cơ chứ? Quan trọng nhất là hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Chui lại là tự tin đến như thế. Khóe miệng của Chui nhếch lên một cái lộ vẻ kinh thường. Nếu không dám thì tránh xa ta ra một chút, cái mùi nước hoa của ngươi khiến cho ta buồn nôn quá đi. Ánh mắt của Mộc Cận lóe ra sát khí rồi nói, được, ta đánh cược với ngươi, không cần phải khu môi múa mép dọa dẫm ta. Nếu ta thua thì ta sẽ đưa cho ngươi một khối hồn cốt, còn ngươi thua thì phải bảo Phạm Vũ làm cho ta một cái cận thể hồn đạo khí. Chui lạnh lùng rồi nói, người đánh cuộc với ngươi là ta không phải hắn, ta thua cũng là sẽ đưa cho ngươi một khối hồn cốt. Mộc Cận hừ một tiếng, ta không cần hồn cốt của ngươi, ta chỉ cần cận thể hồn đạo khí của Phạm Vũ làm thôi. Được, ta thay bà ấy đồng ý. Một giọng nói trầm trầm vang lên, một bóng người cao to lực lưỡng không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Chui. Người này còn không phải là vị Phạm lão sư ngày trước Chui đã dẫn Vũ Hạo sang hồn đạo hệ gặp hay sao? Thấy Phạm Vũ xuất hiện, Mộc Cận nhất thời biến sắc, bộ dạng kiêu ngạo ban nãy hoàn toàn là biến mất, vẻ mặt cũng là tái nhợt, lùi về phía sau vài bước, vành mắt ửng đỏ nhìn Phạm Vũ rồi nói, ngươi hợp sức với bà ấy uy hiếp ta. Sắc mặt của Phạm Vũ vẫn là bình tĩnh, đôi mày chỉ là khẽ nhăn lại một chút. Là ngươi cố tình gây sự trước, nếu muốn cá cược thì tiếp, không thì thôi, đừng có kiếm chuyện với Chui nữa, mà ta với ngươi chỉ là đồng sự thế thôi. Cược tại sao lại là không dám cơ chứ? Ta thua bà ấy cũng có nghĩa là học viên của ta cũng là thuộc viên của bà ấy. Mộc Cận nói xong liền là xoay người tập trung sự chú ý xuống sân thi đấu. Hai tay của nàng nắm chặt lan can, hai mắt đỏ ửng trực trào nước mắt. Ba người Vũ Hạo là bên dưới hoàn toàn là không biết những chuyện đang phát sinh trên này. Bọn họ còn mải bận quan sát đối thủ của bọn họ. Ba cô bé kia đều là mặc đồng phục tân sinh. Đứng trước nhất là một cô bé với mái tóc ngắn màu vàng khá cao, chỉ thấp hơn Vũ Hạo và Vương Đông một chút, nhìn qua thì có vẻ là nhanh nhẹn, đôi mắt màu lam to tròn, hai hàng lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu. Sau lưng cô bé, bên trái là một nữ sinh có mái tóc ngắn đỏ rực, đôi mắt cũng là màu đỏ mang chút khí tức khủng bố. Nhưng các đường nét trên mặt đều là cực kỳ hoàn mỹ, da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng đủ để so sánh với chủ lão thái thái. Còn bên phải là một cô bé với vẻ đẹp tươi sáng nhu mì, mái tóc dài màu xanh lục xõa bồng bềnh sau lưng. Đôi mắt cũng cùng màu với mái tóc, nhưng mà lúc này lại là khiến cho người nhìn vào có cảm giác nữ sinh này là một cô bé yếu đuối cần sự che chở. Lão sư giám thị hồ to, hai bên vào sân xưng tên. Hai đội 6 người đồng thời bước vào sân, ba người Vũ Hạo vẫn là giữ nguyên thế trận cũ, Vương Đông ở phía trước, kế đến là Tiêu Tiêu và sau cùng là Vũ Hạo. Bên kia cô bé kia nhìn thì có chút là thay đổi. Cô nàng tóc vàng đứng đầu tiên và hai cô bé đứng phía sau đổi chỗ cho nhau. Cô bé với mái tóc ngắn màu đỏ ngạo nghễ rồi nói, lớp 9 ban tân sinh, Vu Phong, cấp 25, cường công hệ chiến hồn đại sư. Cô bé tóc dài màu lục nghe thấy thế khẽ liếc mắt của Trách. Có điều cô bé cũng là không thay đổi thái độ, có điều với giọng nói dịu dàng nên không có vẻ là phản cảm. Lớp 9 ban tân sinh là Môn Duẫn Nhi, cấp 24, mẫn công hệ chiến hồn sư. Cô bé tóc màu xanh lục vừa nói xong thì từ sau truyền ra một giọng nói bình thản. Lớp 9 ban tân sinh Linh Thiên, cấp 31, phụ trợ hệ khí hồn tôn. Cô bé vừa dứt lời, ba người Vũ Hạo đồng thời chấn động, cấp 31, hồn tôn. Bọn họ nào ngờ vừa mới đến vòng đấu loại 32 đội đã gặp phải một trong ba người đạt được bậc hồn tôn, lại còn là phụ trợ hệ khí hồn sư nữa chứ. Bởi vì khí hồn sư tu luyện là cũng chậm hơn chiến hồn sư rất là nhiều, vậy mà đối phương chỉ là xấp xỉ 12 tuổi đã đạt được cấp 31. Thiên phú của cô bé này không thể đơn giản dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa. Tuy rằng kiếp sợ nhưng ba người Vũ Hạo cũng là không quên xưng tên. Đối phương bắt đầu từ chiến hồn sư thì là bọn họ cũng vậy. Lớp 1 ban tân sinh Vương Đông, cấp 24, cường công hệ chiến hồn sư. Lớp 1 ban tân sinh Tiêu Tiêu, cấp 22, công chế hệ chiến hồn sư. Vũ Hạo là người giới thiệu cuối cùng. Lớp 1 ban tân sinh Hoắc Vũ Hạo, cấp 17, công chế hệ chiến hồn sư. Nghe hắn bảo là mới cấp 17, Vũ Phong liền bĩu môi kinh thường. Vương Đông thấy thái độ của Vũ Phong liền nhíu mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cô bé. Không biết tại vì sao thấy Vũ Phong lộ ra vẻ kinh biệt Vũ Hạo, hắn liền cảm thấy lửa giận bừng bừng. Vũ Phong cũng là cảm thấy ánh mắt của hắn bốn mắt nhìn nhau. Vũ Phong hừ lại một tiếng, trận đấu chưa bắt đầu mà không khí đã là đầy mùi thuốc súng rồi. Vũ Hạo vỗ vào vai của Vương Đông một cái, Vương Đông liền quay đầu lại nhìn hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không cần mở miệng nói gì đã hiểu rõ ý của đối phương rồi.
Đúng vào lúc này, vị lão sư giám sát bên ngoài lại hét lớn một tiếng: "Trận đấu bắt đầu!" Vương Đông nhún chân một cái phóng thẳng ra bên ngoài, hai cánh cũng là đồng thời dang rộng. Bất kể là Vu Phong, là Môn Duẫn Nhi hay là Linh Thiên, đều là tự tin đến mức nào. Khi thấy bộ cánh rực rỡ này của Vũ Hồn Quang Minh Lữ Thần Điệp cũng là không kìm được mà ngẩn ngơ, trong lòng thầm khen một câu thật là đẹp. Tích tắc sau, Vu Phong đã tỉnh táo trở lại, cô bé quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại phóng thẳng về phía trước, nhiệt độ không khí xung quanh của nàng cũng là theo đó mà tăng lên. Thậm chí mơ hồ là còn nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên, đột nhiên cơ thể mềm mại của Vu Phong phát sinh ra biến hóa. Chỉ vài giây sau, từ một cô bé 11-12 tuổi đã hóa thành một cô gái xinh đẹp là 16-17 tuổi. Cơ thể phát sinh biến hóa lên quần áo bên ngoài liền là rách nát, lộ ra thêm một bộ nội y phục bên ngoài. Cô bé hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ, bên trong mặc sẵn một bộ quần áo liền người có giãn, chỉ để lộ ra đôi chân thon dài và bộ ngực sữa cẳng đầy. Màu da của Vu Phong lúc này cũng là không chuyển sang màu đỏ sáng bóng, bên trái khuôn mặt phủ đầy vảy rồng, kéo dài xuống vùng cổ rồi qua bả vai xuống tận bàn tay trái. Vũ hồn của Vu Phong tương đối giống với vũ hồn phụ thể làm điện bá vương long của bối bối, chính là một loại vũ hồn rồng, nhưng nó tương đối mềm mại mỏng hơn một chút, có điều cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vũ hồn của cô bé là hồn long thuộc tính hỏa. Sau đó hai cái hồn hoàn màu vàng rực rỡ cũng là từ dưới chân cô bé bay lên. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ này, Vương Đông cũng là không lập tức sử dụng ra hồn kỹ của mình, mà lượn một vòng tung một cước nhanh như chớp vào cánh tay phải của Vu Phong. Một tiếng lộ ầm vang lên, cả hai va chạm vào nhau tạo thành một tiếng động thật là lớn. Vương Đông cũng là bị lực chấn động này mà bay đi 5 thước. Còn Vu Phong thì nhẹ nhàng tiếp đất, lần va chạm đầu tiên này hiển nhiên là Vương Đông đã chịu thiệt thòi. Tuy cả hai đều là cường công hệ chiến hồn sư, nhưng sở trường lại là không giống nhau. Nếu so đấu về mặt cơ thể, Quang Minh Lữ Thần Điệp và Hồn Long, hắn làm sao chiếm được ưu thế được cơ chứ? Cũng đúng vào lúc này, làm Môn Duẫn Nhi bên đội của Linh Thiên bắt đầu phát động công kích, cô bé nhẹ nhàng di chuyển với tốc độ kinh người, thoáng cái đi được mấy chục thước tiếp cận Tiêu Tiêu. Khi đến gần rồi mới thấy rõ ràng không biết từ bao giờ trên lưng của Lam Mô Duẫn Nhi đã xuất hiện ra một đôi cánh màu xanh biếc. Đôi cánh không ngờ là lớn và rực rỡ như là vũ hồn Quang Minh Lữ Thần Điệp vậy. Nó có tác dụng gia tăng tốc độ của cô bé lên một mức độ cao nhất. Đôi tay của Nam Mô Duẫn Nhi cũng là hóa thành một màu xanh biếc như là được làm từ ngọc bích, đánh thẳng về phía Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó, Linh Thiên đứng ở phía xa giơ tay phải lên rồi quát: "Thất bảo xoay chuyển hóa liều ly." Đột nhiên cả người cô bé xoay tròn một vòng, ánh sáng cầu vòng bảy màu cũng là theo đó bay ra từ cơ thể của cô bé. Luồng ánh sáng đó từ từ ngưng tụ thành một cái tháp bảy màu trên tay của Linh Thiên. Bảo tháp này phát ra ánh sáng lập lòe rực rỡ, tuy nó không được cảm bất cứ một viên bảo thạch nào, nhưng chỉ vừa mới xuất hiện liền lập tức thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Ba cái hồn hoàn, hai vàng một tím từ từ bay lên từ bàn tay phải của Linh Thiên, rồi dần dần chuyển động xung quanh cơ thể của cô bé. Trên đài quan sát, Mộc Cận quay lại liếc nhìn thấy vẻ mặt đang cực kỳ khiếp sợ của Chu Y và Phạm Vũ. Chu Y thất thanh kêu lên: "Cửu bảo lưu ly tông, thất bảo lưu ly tháp." Ok anh em ơi, ở trong đoạn này mình xin giải thích em một chút vấn đề như sau nha. Trong phần đấu lại lượt phần 1 thì dịch nhầm họ Linh của gia tộc Linh Vinh Vinh thành chữ Vinh Vinh. Hai chữ Linh và chữ Chữ ở trong tiếng Trung đồng âm lên tạo thành sự nhầm lẫn này. Đến bộ tuyệt thế đường môn lại xuất hiện ra một lần nữa, cho nên là dịch giả người ta sẽ dịch thẳng luôn là thành chữ Linh cho nó chính xác nha mọi người. Rồi ok, anh em nghe chuyện dần là sẽ quen thôi mà, không sao cả. Rồi ok, chúng ta tiếp tục với phần chuyện ngày hôm nay nha anh em ơi. Nếu như nói vũ hồn Quang Minh Lữ Thần Điệp của Vương Đông là thú vũ hồn xinh đẹp nhất, thì vũ hồn hình tháp bảy màu vừa xuất hiện ra trên tay của Linh Thiên là đẹp nhất trong dòng khí vũ hồn. Đúng vào lúc này, giọng nói của Linh Thiên lại vang vọng: "Thất bảo hữu danh, nhất tốc." Hồn hoàn thứ nhất của cô bé lập tức là sáng lên, ánh sáng màu vàng đậm xoay vòng quanh tháp bảo càng khiến cho nó trở nên mỹ lệ. Sau đó, hai luồng ánh sáng lóa mắt từ tháp bảo bắn ra, chiếu thẳng vào Vu Phong và Lam Môn Duẫn Nhi. Từ đầu trận đấu, Vu Hạo đã mở ra tinh thần tam giác cộng hưởng, thế nhưng hắn giật mình phát hiện ra, hắn không thể dò xét ra sự vận chuyển của hồn lực của Linh Thiên. Cũng không sao dò xét được cô bé thi triển ra hồn kỹ như thế nào, bởi vì bảo tháp tràn ngập ánh sáng trên tay của Linh Thiên dường như là tạo thành một tầng dao động kỳ dị, bảo hộ cả Linh Thiên bên trong, đồng thời có thể che chắn tinh thần tam giác cộng hưởng của Vũ Hạo. Đây là loại khí vũ hồn gì mà cường đại như thế? Càng khiếp sợ hơn nữa là khi hai luồng ánh sáng kia phủ xuống người của Vũ Phong và Lam Môn Duẫn Nhi, cục diện là đột nhiên biến đổi. Hai tay của Lam Môn Duẫn Nhi đang đánh về phía Tiêu Tiêu đột nhiên tăng tốc, thậm chí là còn xuất hiện ra một loạt tàng ảnh liên tiếp ở trong không trung. Nếu như không có kỹ năng tinh thần tam giác cộng hưởng của Vũ Hạo, chỉ sợ lần này Tiêu Tiêu là chịu thiệt thòi lớn rồi. Bởi vì lúc này Lam Môn Duẫn Nhi được ánh sáng kia chiếu vào, tinh thần tam giác cộng hưởng của Vũ Hạo đã báo động cho Tiêu Tiêu biết, và lúc đó hắn đang đứng sau lưng của cô bé, lập tức là đưa tay túm lấy vạt áo kéo ngược về sau. Nhờ thế trong tích tắc Tiêu Tiêu đã là thoát được. Cùng lúc đó, vũ hồn tam sinh chấn hồn đình của Tiêu Tiêu cũng là phát động ra, một luồng sáng màu đen lóe lên,
đinh lớn từ trên trời giáng xuống mặt đất tạo thành một tiếng lộ ầm ầm khủng bố. Hồn hoàn thứ nhất của Tiêu Tiêu cũng là đồng thời sáng lên, đỉnh chi chấn. Từ khi bắt đầu kỳ sát hạch cho đến bây giờ, có thể nói là Môn Duẫn Nhi là đối thủ có tốc độ nhanh nhất mà bọn hắn từng gặp. Nhất là dưới hào quang từ bảo tháp của Linh Thiên, tốc độ của cô bé đã là vượt xa mức độ mà một hồn sư có thể đạt được. Cho dù là hồn tôn mẫn công hại chiến hồn sư cũng là sợ không hơn được như thế. Mà dưới tình huống đối mặt với loại công kích này, tác dụng từ tinh thần tham chắc cộng hưởng của Vũ Hạo lại là càng quan trọng hơn nữa. Là Môn Duẫn Nhi thấy một đòn bắn ấy của mình không trúng đích, lại là lập tức phóng tới. Cô bé tin chắc với tốc độ của mình hoàn toàn là có thể áp chế đối phương, dễ dàng kết thúc trong tích tắc. Nhưng mà ngay sau đó, lúc mà cô bé đang bay tới, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó lập tức dứt khoát dừng lại cũng là quả quyết. Thân thể đang vọt tới trước mắt liền dừng lại két một tiếng, ngạnh sang tạm dừng. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, trên hai tay của cô bé cũng là từ từ xuất hiện ra một tầng ánh sáng màu ngọc bích. Bề ngoài của nó có vẻ giống như là xế rực chắc đao của Vương Đông, nhưng chắc chắn là uy lực sẽ là kém đi vài phần. Cùng lúc cô bé dừng lại thì tam sinh chấn hồn đỉnh mạnh mẽ rơi xuống, chắn giữa cô bé và Tiêu Tiêu. Là Môn Duẫn Nhi thế liền định tiếp tục công kích, nhưng mà đỉnh chi chấn của Tiêu Tiêu đã là bắt đầu phát động. Một tiếng lộ ầm vang lên, từng cơn rung động phủ xuống người của cô bé, lập tức là khiến cho cô bé choáng váng cả người. Có thể nói đỉnh chi chấn của Tiêu Tiêu phối hợp với tinh thần tham chắc cộng hưởng của Vũ Hạo, thật ra mà nói là một chiêu thức công chế đầy sát khí. Với tốc độ của Lam Môn Duẫn Nhi thế mà cũng phải chịu thiệt thòi. Sau đó tam sinh chấn hồn đỉnh lập tức là phóng thẳng về trước, đánh thẳng vào người của Lam Môn Duẫn Nhi. Mà cũng nháy mắt trong lúc tam sinh chấn hồn đỉnh rơi xuống, Linh Thiên đang đứng ở xa liền lên tiếng một lần nữa: thất bả hữu danh, nhị giải. Là một luồng ánh sáng nữa chiếu thẳng vào người của Lam Môn Duẫn Nhi, cô bé lập tức là hồi tỉnh lại từ trạng thái choáng váng, sau đó nhanh nhẹn lùi về phía sau, tránh được một kích từ tam sinh chấn hồn đỉnh. Vũ Hạo giật mình nhìn thoáng qua Linh Thiên, trong lòng thầm khen vũ hồn phụ trợ của cô bé thật mạnh, sức phán đoán cũng là không kém. Cô bé này không có tinh thần dò xét như là mình, thế mà có thể đoán được sự biến hóa trong từng chi tiết, lại còn không chút do dự ra tay giúp đỡ đồng đội. Từ hai hồn kỹ mà cô bé đã dùng, có thể thấy một cái có tác dụng là gia tăng tốc độ, cái còn lại giúp cho giải trừ những phong ấn mê hoặc. Nhờ thế, đồng đội của cô bé mới nhanh chóng khôi phục lại trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cả kinh nghiệm chiến đấu và năng lực của vũ hồn đều là không hổ danh là cường giả cấp bậc hồn tôn. Vũ Hạo giật mình nhìn Lam Môn Duẫn Nhi và Thiên Ninh, có thể nói là khiếp sợ. Đương nhiên, điều đó không có liên quan gì đến Vũ Hạo. Trong mắt của hai cô bé thì Tiêu Tiêu mới là nhân vật đáng nể. Cô bé có thể trong tích tắc lướt nhanh về phía sau rồi lại thi triển ra hồn kỹ, hơn nữa là từng động tác đều là thực hiện một cách hoàn mỹ. Còn chưa kể đến, cô bé lại dễ dàng tìm được điểm yếu của Lam Môn Duẫn Nhi, khiến cho Thiên Linh phải dùng đến hồn kỹ thứ hai. Một loạt hành động liên tiếp khiến cho người xem phải nhìn Tiêu Tiêu bằng một ánh mắt khác. Mà phía bên kia, cuộc chiến giữa Vương Đông và Vu Phong cũng là hừng hực khí thế không kém. Vu hồn của cả hai đều là thuộc dạng cao cấp nhất của trong thú vũ hồn. Vu Phong lại là được Linh Thiên tăng tốc độ, tốc độ công kích và biến hóa cũng là theo đó tăng lên. Cô bé đã phóng thích ra hồn kỹ đầu tiên của mình, Long Chỉ Hóa. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát chuyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng cho mình nhé. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.